Xin kính chào quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Không gian văn hóa nghệ thuật của Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sắc màu. Chúng ta sẽ cùng điểm qua những hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý. Quý vị vừa cùng chúng tôi điểm qua một số hoạt động văn hóa nghệ thuật đáng chú ý. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với chuyên mục Góc nhìn. Kính thưa quý vị, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trên phạm vi cả nước. Vậy văn hóa đọc là gì? Văn hóa đọc được hiểu là ứng xử đọc, giá trị đọc và chuẩn mực đọc của cá nhân, cộng đồng xã hội và cơ quan quản lý nhà nước. Trọng tâm của phát triển văn hóa đọc là phát triển thói quen đọc, sở thích đọc và kỹ năng đọc lành mạnh của mỗi thành viên trong xã hội. Đó chính là nền tảng của xã hội học tập, của việc học suốt đời, yêu cầu cũng là thách thức của xã hội hiện đại. Và câu chuyện văn hóa đọc ở Việt Nam chúng ta cũng chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay.